Hello anh em. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2021. Bên dụng cụ container đây cũng mới về một số mặt hàng anh em. Mấy cái máy phun thuốc cuộn dây nè. Mình có được về được hai con ha. Với lại một cái máy của dòng Mitsubishi cách âm rửa xe áp cao nha anh em. Thì cũng như là mình giới thiệu là cũng như là mấy cái mặt hàng bữa nay mình muốn lên mình để test và phục vụ cho anh em. Thì bây giờ mình cũng không có làm mất cái thời gian của anh em ha. Anh em là nếu mà có chốt hàng được bên mình đó thì số điện thoại mình là 0914 711 438. Mình là tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình sẵn đây mình cũng nói luôn cho anh em hiểu ha. Thì ở bên đây là cũng như là cái hàng mình bán là bán tại cửa hàng. Đó, còn mà chẳng hạn như cái tiền mà phí ship á thì là cũng như là anh em là tự trả nha, dù anh em có chuyển khoản cũng vậy, là phí ship anh em tự trả, chứ còn này là mình bán là bán ngay cái giá gốc tại cửa hàng ha. Đó, anh em cũng thông cảm. Rồi bây giờ mình cũng xin vô cái chi tiết câu số 1. Rửa xe áp cao ha, Mitsubishi. Con này thì cái đầu máy thì GM182 ha. Nó kéo một cái đầu áp cao của Ý. Đó, đầu áp nó là 150 kg ha. Đó, bộ này là cái này là cũng như là mình bán là cái máy nha, mình không có tính dây nha. Đó, cái này là mình không có tính dây, mình chỉ bán một cái nguyên một cái thùng cách âm này thôi. Đó, còn dây hút dây hồi là về tự anh em bỏ vô. Còn mà nếu mà anh em mà nếu mà muốn cần dây hút dây hồi thì liên hệ cho mình ha. Thì một lát mình cũng có báo luôn là dây hút dây hồi là giá bao nhiêu, rồi cách âm bao nhiêu. Đó, anh em cũng theo dõi cái video clip mình để nắm được cái giá ha. Rồi thì đối với lại con số 1 nè, bây giờ mình vô chi tiết cho anh em xem luôn. Đây. Con này thì nó kéo cái đầu máy là GM182 Mitsu. Đó, con này thì chụp giật trợ lực nha anh em. Máy rất là đẹp. Đó, chụp giật trợ lực. Giật rất là nhẹ luôn. Ha, anh em kéo nhẹ là nổ à. Áp là cực kỳ chuẩn. Đầu áp là đầu áp của Ý nha anh em. Đầu áp đó của nó là 153 kg. Đây, sẵn đây mình cho anh em xem cái thông số luôn ha. Đây thông số đây. Đầu áp của nó là 157 MPI, là nó nếu mà anh em chỉnh lên là nó khoảng 160 kg á. Đó. Rồi cái lưu lượng nước của nó là được là 12 lít nha anh em. 11.9 là cũng như là 12 lít trên phút. Đó, cái này là tua chậm nha anh em. À, không bỏ con dây qua đây đỡ đi. Rồi dỡ cái máy ra, mở mấy cái máy ra cho anh em ta xem. Đó. Những dây hút dây hồi này là dây là điều hàng bãi Nhật hết nha anh em. Đó, dây áp cao hết ha. Đây. Con này thì ở bên đây nè, nó có để cái model nè. CTJ. Con này 160 GB ha. Đó là cái model của nó. Rồi sẵn đây mình sẽ cho anh em xem một cái bên cái mặt mà tắp lô của máy luôn. Đây là một cái e. Đó, cái e của máy nha anh em. Đó, khi mà anh em mà muốn để lâu ngày, anh em mà muốn thao tác á, thì anh em cứ kéo e lên là anh em giật nổ ha. Rồi, một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là bên công tắc on off. Đây ha. Thì công tắc on off là anh em cái nhiệm vụ đó là anh em cũng phải phải mở rồi. Rồi còn bên đây kế tiếp là một cái vòi áp của nó đây ha. Cái vòi áp của nó ra đây. Rồi sẵn đây mình cho anh em xem luôn bên trong cái đầu áp của nó. Nghiêng cái máy lên cho anh em quay vô trong luôn cho anh em ta xem. Đây, cái đầu áp của nó cũng như là bộ này nó còn rất là đẹp luôn anh em, nó còn mới tinh luôn á. Đó, cái đầu áp nó là anh em nhìn là cũng như là khoảng 90%, rất là đẹp, đẹp từ chi tiết luôn ha. Áp là cực kỳ chuẩn. Rồi kế tiếp là trên đây là một cái mặt đồng hồ báo áp ha. Đó, đồng hồ báo áp nó là nó để tới 300 MPI, được 30 MPI là nó khoảng là 300 mấy ký á. Đó, nó để là cũng như là trừ hao mà anh em mà khi mà anh em phá súng ha. Đó, trừ hao cũng như là trừ hao cái công sức của máy đó, chứ là nó để tới 30 MPI. Nhưng mà máy thì áp nó ra là 150 nha anh em. Ra chuẩn 150. Trừ hao là khóa súng là đồng hồ nó sẽ
nó sẽ lên, nó lên áp rồi nó ve trở về ha. Rồi kế tiếp là một cái dây hút dây hồi. Đây, cái bộ máy này á, là mình bán 8 triệu ha. Mình bán 8 triệu là mình là trong cũng như là mình giao cho anh em là chỉ là bộ máy thôi nha. Còn dây hút dây hồi dây áp là anh em về tự bỏ vô đó. Còn mà anh em mà nếu mà muốn dây hút dây hồi luôn theo máy thì một bộ dây hút dây hồi này là hàng bãi Nhật, một bộ như vậy là 400 ngàn. Còn một cái cộng dây dây áp cao đó, dây áp cao dây đó là dây 13 ly nha anh em, lỗi 13 ly ha, lỗi 13 ly mà một cái đường bán kính ở ngoài đó là 21 ly đó, cái lỗi là lỗi 13 ly, dây đó là chuẩn 20 mét, dây đó là anh bao cho anh em đẹp là cũng như là từ đầu tới đuôi luôn, 1,2 triệu cùng. Rồi quay qua mặt sau cho anh em xem luôn. Đây, quay cái thông số này trong đây nè cho anh em ta xem cái thông số trong. Không, để ngoài đi, gúm vô mở ra lết lên. Ừ đó, vậy đó. Đó con này là sản xuất tại tại Ý luôn, made in Italy luôn nha anh em. Quay lừa cho coi. Đó, made in Italy luôn ha. Đầu áp là cũng như là anh em là khỏi bàn luôn. Bộ đối với là bộ máy này ha. Rồi. Rồi, kế tiếp là một cái mặt sau. Gùm vô chứ hơi nào mà mình đút máy vô đây. Rồi, bên đây là một cái nắp chụp cò của máy ha. Đó, nắp chụp cò của máy còn rất là mới. Chế bên sân con nè. Còn là rất là bóng bẩy luôn nha anh em. Đó, còn rất là bóng bẩy luôn ha. Yếm gió đồ này kia, lốc máy đồ là còn xanh dơn, rất là đẹp nha anh em. Ok. Rồi bánh xe. Tới phần cuối cùng là cái phần bánh xe. Thì anh em nhìn nè, cái bộ này bánh xe nó còn xanh dơn luôn. Là anh em cũng đã biết rồi, cái bộ này ở bên đó là nó cũng rất là ít xài. Rồi bây giờ tới cái phần cuối cùng mà mình cho anh em xem một cái bình xăng, cái thùng xăng lớn đó, rồi cái mình test máy luôn cho anh em xem ha. Đây là cái thùng xăng lớn của nó. Đây, cái đồng hồ báo xăng ha. Đó, cái đồng hồ báo xăng mà anh em nhìn nè, nó còn trong queo luôn. Rất là trong, rất là đẹp ha. Rồi, mở cái bình xăng ra cho anh em xem luôn. Đó, anh em nhìn nè, cái ly cái lượt xăng của nó nè, còn mới tinh. Cái thùng xăng ở trong là nó bóng cũng như là y chang như thùng xăng mới, không có một chỗ rỉ sét luôn, rất là đẹp. Ok. Rồi tới là cũng như là mình cũng đã quay một cái ngoại hình chi tiết máy con máy số 1 của dòng Mitsu cách âm này. Thì bây giờ mình cũng xin báo giá lại lần nữa là mình test luôn ha. Rồi con số 1 rửa xe áp cao cách âm của dòng Mitsubishi GM182 kéo cái đầu Ý là 157 kg, lưu lượng là 12 lít trên phút. Con này nguyên cái bộ cũng như là một cái thùng này là mình bán cho anh em 8 triệu nha, không bao gồm dây ống. Đó, anh em muốn dây ống thì mình cũng có đã, cái clip mình cũng đã nói rồi, giá cả dây ống trên đây rồi. Thì anh em nếu mà nhắm ok thì lấy luôn ha. Rồi còn mà nếu mà anh em mà muốn lấy cái thùng này thì 8 triệu. Rồi. Câu dây vô. Để cho anh luôn đi. Để quay cái cộng dây này cho anh em ta xem luôn. Đó, anh em nào thì nếu mà có lấy á thì 1,2 triệu đường nha anh em. Đó, 1,2 triệu đường. Dây là cũng như là rất là đẹp. Đó, quay lại con dây cho anh em ta xem đi. Đó, dây nè anh em nè, nhìn nè, không có tì vết luôn ha. Từ cũng như là từ đầu tới đuôi luôn. Đó, từ đích tới đầu luôn ha. Không có tì vết, dây là dây lỗi 21 ly. Đó, dây cái lỗi 21 ly ha. Cái quên sorry anh em, cái lỗi là 13 ly.
Còn mà cái đường mà bán kính ở ngoài á là 21 ly. Luồn vậy á. Thúc đi. Rồi ha, không không. Rồi vậy đây. Rồi. Vậy đây lắc lên là. Rồi thì cái bộ máy này á là cũng như là mình chế một cái phá đây nè. Đó, mình chế cái phá này để mình ngắt súng đồ, cái chế độ ngắt súng luôn cho anh em đầy đủ luôn ha. Để cho anh em về anh em dễ xài. Rồi. Như là bộ máy này là rất là cũng như là full chức năng anh em ha. Rồi mình cũng xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi tắt máy là anh em mở về chế độ off ha. Máy hoạt động rất là êm. Rồi cuốn dây thâu cuốn dây từ lên đi. Đóng cửa lại. Ha, để đóng cửa lại đi, cuốn dây từ lên. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại ha. Con số 1 rửa xe áp cao. Con này của dòng Mitsubishi, dòng của Mitsubishi cách âm nha anh em. Con này là đầu máy thì của dòng Mitsubishi GM182 ha. Nó kéo cái đầu ý là áp là 157 MPI là nó tính ra là khoảng gần 160. Rồi lưu lượng nước là 12 lít ha. Thì đối với lại cái con Mitsubishi này nó rất là tiện cho anh em là nó là có chụp giật trợ lực luôn. Đó chụp giật trợ lực ha, anh em kéo rất là nhẹ. Rồi một cái thùng cách âm này thì mình sẽ được giá bán cho anh em với giá là 8 triệu. Còn dây hút dây hồi là 400 ngàn một bộ nha anh em. Dây hút dây hồi 400 ngàn bộ.
Còn một cái cọng dê áp cao lỗi 13 ly, đường bán kính ở ngoài là 21 ly, 1,2 triệu một cuồng. Đó là coi như là mình cũng thông báo rõ ở đây ha, để anh em dễ chốt hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua một cái con số 2 này. Đây, con số 2 rửa xe phun thuốc của dòng Dân Ma ha. Đó, Dân Ma GA120, nó kéo một cái đầu áp, một cái đầu áp phun thuốc là của dòng CB, cái dòng cao cấp của Dân Ma ha. Dòng CB30. Đó, ti là ti sứ ha, thiết kế ti sứ, 3 ti sứ, ti là ti 25. Đó. Thì coi như là trước khi mình vô một cái chi tiết của máy thì bây giờ mình cũng xin báo giá luôn cho anh em. Đây, là coi như là nguyên chọn bộ này, chọn bộ này, chọn bộ số 2 rửa xe phun thuốc của Dân Ma thì mình được giá bán cho anh em với giá là 9 triệu nha anh em, 9 triệu. Rồi bây giờ mình cũng xin vô chi tiết cho anh em xem luôn. Đây là một cái cuộn dây. Cuộn dây này là made in Japan luôn. Đó, nó đóng chữ là made in Japan trên dây luôn nha anh em. Dây này là dây Nhật. Đúng đúng chuẩn hàng nội địa Nhật ha. Dây này, một đường dây này á thì theo như mình chưa có đo thử, nhưng mà theo như mình biết á, là dao động là từ 100 cho tới 120 m. Đó, từ 100 cho tới 120 m, có thể là anh em về kéo có thể là có hơn nữa. Có thể là 130 m luôn không chừng ha. Cũng như là mình dao động là mình tính là từ 100 cho tới 120 đi ha. Rồi, thì đây là một cái cuộn dây. Rồi, thì một ở trên đây là nó có một cái vô lô lùa. Đó, khi mà anh em quấn dây vô á là cũng như là nó có một cái cuộn lùa, lùa dây luôn ha. Đó, đó có cuộn lùa dây luôn để nó xếp dây mình cho nó thẳng ha. Anh em khỏi cần phải xếp. Đó, anh em quay vô là cái này nó sẽ chạy. Đây mình sẽ kéo thử cho anh em xem nè. Đó, nó nội chạy ra thấy không? Đó, quay vô là cái đầu nó sẽ chạy lại, thấy không? Nó lùa lại để nó xếp dây anh em. Ok. Rồi, tiếp tục qua là một cái phần đầu máy. Đầu máy GA120 rất là đẹp. Đây. Anh em nhìn nè. Đồ nó còn rất là đẹp nha anh em. Đó, tem UHV ha. Rồi chụp giật nó còn rất là liên lạc luôn. Đây là bộ e ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái chi tiết mặt trên thùng xăng. Đây là anh em nhìn nè, cái báu xăng nó còn rất là mới, còn rất là trong ha. Rồi tới cho anh em xem luôn cái thùng xăng. Đó, anh em nhìn cái thùng xăng nó là thôi rất là đẹp luôn. Đó, đây là thùng xăng của nó nha. Đó, thùng xăng của nó còn rất là sạch sẽ luôn, trong veo ha. Rồi cái ly xăng đây. Rồi tiếp tục là mình sẽ quay qua bên cái phần bên lốc máy với lại bên cái phần đầu áp ha. Đây, cái phần mặt bên lốc máy nè anh em nhìn nè. Đó, cái lốc máy nó cũng còn rất là sáng luôn ha, rất là sáng sủa. Rồi quay qua bên đây là bên cái phần cái mặt của đầu áp. Đấy. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Bộ này rất là đẹp. Thì cái bộ này nó có hai cái bánh xe, kích cỡ của nó là bánh xe là coi như là nó là bánh xe, cái đường bán kính nó là 25 nha anh em. Đó 25 ha. Đó, bánh xe này là bánh xe bơm hơi. Đó, nó có ruột nha anh em. Anh em bơm vô là cái hơi nó cứng ha. Nhưng mà cái này á, cái vỏ này á còn rất là mới nè anh em nhìn nè. Đó, vỏ còn rất là mới luôn. Cái hơi là từ ở Nhật về luôn nha anh em. Còn là cứng ngắt luôn. Đó, nên anh em cứ yên tâm về cái phần này ha. Rồi. Tiếp tục là mình quay qua tới cái mặt sau của cái phần đầu máy ha. Đúng rồi, đầu máy. Đây, đó, cái mặt sau của bằng đầu máy ha. Ốc á rồi còn sáng giới hết. Rồi quay qua bên chi tiết qua cái phần đầu áp mặt trên đây đi. Mặt trên đi. Rồi bây giờ mình cũng như là nãy giờ là cũng như là mình tả về cái đầu máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tả qua một cái đầu áp luôn. Đó, cũng như là cái đầu áp nè. Đây là mặt trên của đầu áp ha. Con này á, thì
nó là Húc xã, Húc xã 2, Húc 21 ha. Ý Húc, Húc là Húc 27 xã 21 đó. Đây là cái bầu áp của nó nè, còn rất là đẹp luôn. Rồi cái đồng hồ ha, đây là đồng hồ của nó. Rồi ở trên cái phần đầu áp nè, anh em nhìn nè, ốc áp là còn chín tươi hết. Thì con này nó có hai cái đường, hai đường áp ha, một cái đường áp răng 13 ly và một cái đường áp răng 17 ly. Rồi quay qua bên kia. Rồi lấy dây bắt vô. Cái này là giá 9 triệu là không bao gồm là dây hút, dây xả nha anh em. Cũng như là mình giao cho anh em hết bộ dây này, là cũng như là vô lô với lại nguyên cái bộ này ha. Còn dây hút, dây xả là về tự anh em bỏ vô. Rồi bỏ vô thùng đó luôn. Rồi thì chưa có đọc cái thông số mà. Cái thông số đây, thì ở đây nó có cái thông số anh em ha. Con này thì cái áp của nó, là được 50 kg. Đó, áp nó 50 kg ha. Cái lưu lượng nước của nó được 20 lít. Đây. Lưu lượng nước của nó được 20 lít ha. Con này là giống như là cái dân CB30 này là nó thiết kế là 3 ti sứ nha anh em. Đó, 3 ti sứ ha. Ti của nó là ti 25. Đó, máy cũng như là rất là đẹp, tem đồ này còn đầy đủ hết nha anh em. Rồi, tới cái mình sẽ mở bên trong cho anh em xem luôn. Đó, nhớt của nó còn trong queo luôn nha. Ha. Rồi bây giờ tới cái phần test ha. Cái clip test để test máy cho anh em xem. Thì đối với lại cái con dân ma này á, thì con này nó có chế độ phá súng nha anh em. Đó, có chế độ phá súng. Đó, mình giờ nó có cái phá sẵn đây nè. Đó, mình gắn cái bé vô để lát mình phá, mình phá súng luôn cho anh em. Rồi giật máy đi. Vô cái hút hồi đó. Đó, cái hồi đó rất là mạnh. Anh em thấy cái đường hồi nữa không? Đó, cái đường hồi nữa nè. Rồi. Đây là đang đi chế độ gan đi nha anh em. Mà áp này là cũng như là cũng cho phép anh em phun thuốc được ha. Đó, áp này là cũng cho anh em phun thuốc rồi, cũng rất là ok ha. Đang đi chế độ cả chừng 20 ga thôi. Đó anh em nhìn nè. Đó, đang đi chế độ 20 ga thôi. Rồi quay qua cái áp. Ồ, áp 50 hả? Áp 50 kg luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi vậy anh giảm nó đi. Giảm là 40 kg đi để mình thả xuống cho anh em xem ha. Thả xuống bình thường vậy anh em. Rồi quay vô chưa đứng vòng cho anh em xem. Quay vô đồng máy. Đó, phá súng là lên cái đậu lại cũng 50 ha. Đây. Cái hồ dài nè. Đó, anh em thấy cái hồ dài không? Phá súng cái hồ dài rất là mạnh. Đường á, anh em phun thuốc là anh em đi chế độ cả chừng 20 ga, 30 ga độ ok rồi. Đó, nó đỡ tốn tiền nguyên liệu của mình luôn. Đã áp nó lên chuẩn luôn 50 kg rồi. Đó, mình vừa chạy tiết kiệm nguyên liệu mà vừa bảo vệ một cái đầu nghề của mình nữa. Ha, đi ra chỉ cần 30 thôi. Đó, cái phần mà ma sát của nó rất ít, mà anh em xài rất là bền luôn. Phá xuống lại là áp cũng căng 50 anh em. Đây, còn phá đây. Nè.
đầy nhiên liệu luôn. Đường dây này là đường dây 120m nha anh em, từ 100 cho tới 120m. Máy chạy rất là tốt, rất là nhẹ nhàng luôn, rất là êm ái. Từ đầu máy cho tới đầu áp. Quay vô cái đầu áp cho anh em được em. Không bất cứ không có đĩa một chút xíu nào. Đó anh em xem kỹ ha. Không có đĩa nước một chút xíu nào. Áp rồi lên chữ 50 kg. Rồi thì coi như là đối với lại cái con bộ phun thuốc số 2 rửa xe này á, thì rất là ok, rất là ngon. Coi như là mọi chức năng đều ok ngon lành hết nha anh em. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại ha, con bộ phun thuốc số 2 rửa xe phun thuốc của Nhân Ma. Con này á, thì đầu máy kéo là đầu máy của GA120. Đầu máy là đầu máy 4 ngựa nha anh em. Còn nó kéo của cái đầu áp là đầu áp của đời cao của Nhân Ma CB30. Đó là coi như là cuộn dây á, thì cuộn dây dao động là từ 100 tới 120m. Đó, con này thì mình được giá bán với anh em với giá là 9 triệu nha anh em. Không bao gồm, không bao gồm dây hút xả. Giá 9 triệu. Không thịt con này ra lụm chưa rồi. Rồi kéo cái kính qua. Rồi bây giờ tiếp tục là một cái bộ này là con lấy cái đầu lau cái đầu áp nước văng lum bon đây hết nè. Tiếp tục là một cái bộ số 3 rửa xe phun thuốc của dòng Mitsubishi. Mitsubishi thì anh em cũng đã khá là quen thuộc cái dòng này ha. Thì cái model này nó là cũng như là nó cũng rất, cái đời của nó rất là cao. Mitsubishi GM131 nha anh em. Đó, đầu máy là GM131. Nó kéo một cái đầu phun thuốc của dòng cũng cao cấp luôn. SB451 lồng sứ. Đó, anh em về anh em cài thoải mái. Ha. Rất là đẹp. Thì đối với lại cái bộ phun thuốc số 3 này á, thì mình cũng có giá bán cho anh em với giá là 9 triệu, chưa bao gồm dây hút dây xả nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết mình cho anh em xem luôn. Đây là một cái ngoại hình của cái đầu áp phun thuốc của dòng SB451 ha. Đó, đây là mặt trước của nó đây. Thì con này nó có hai vòi áp ha. Mỗi vòi là 13 ly. Đây, nó mỗi vòi là 13 ly ha. Rồi đây là cái quanh hồi ha. Cái quanh hồi nó nằm đây. Rồi quay qua đây. Thì đối với lại cái con SB451 này á. Đó, thì của cái dòng Kirit SB451 này á, thì con này á là cũng như là cái lưu lượng nước của nó là khá là cao nha anh em. Lưu lượng nước của nó
Con này thì áp của nó là 50kg thôi, nhưng mà lưu lượng nước đó là tới 40 mấy lít. Đó, coi như là nó rất là lưu lượng nước của nó rất là cao. Đó, anh em mà phun thuốc, anh em đi nhiều bét rất là sướng luôn ha. Con này thì thiết kế là lồng, là lồng sứ ha. Đây nè, anh em nhìn thấy cái lồng sứ nè. Đó, cái lồng nó khá là lớn nha nè. Đó, đi ba lồng sứ luôn. Cái dàn đầu, cái dàn đồ nó còn rất là đẹp. Đó, cái ha, nó còn màu nước sơn zin này kia đầy đủ. Rồi con này thì cái lưu lượng nước của nó là 43.5 lít trên phút nha anh em. Đó, 43.5 lít trên phút. À, cái áp của nó thì nó ra đưa ra cái áp chuẩn là 50kg. À. Ha. Rồi tiếp tục là qua một tới cái đầu máy nữa, rất là dễ thương. Rất là dễ thương ha. Một cái dòng tuổi Mitsubishi GM131L ha. Con này thì bộ này đó thì nó được chuyển động dây cô ro, thì cái bộ số 2 dân ma cũng vậy, nó cũng chuyển động dây cô ro ha. Đó. Đó, chuyển động dây cô ro. Con này thì nó là cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2000 nha anh em. Tua 2000. Rồi. Đây quay tới phần trên cái bình xăng luôn. Anh em thấy cái dòng này mà anh em thấy cái bình xăng này thấy rất là ok. Rất là đây. Đó, bình xăng là còn trong queo. Sạch bon. Xanh dường. Đổ xăng vô cái máy này nè, cái máy này mua hết xăng rồi nè. Hả? Còn chút xíu xăng này không được giọt xăng nữa, chút xíu mà tép gì. Hả, cải đi, cải đi, cải đi, nhiêu. Còn có chút xíu xăng mà. Rồi, thì bây giờ mình cũng đã có quay bên những cái mặt hông máy và bình xăng cho anh em xem rồi. Bây giờ tới một cái phần bên cái phần nắp chụp cò ha. Đây, nắp chụp cò ở đây. Đó, nắp chụp cò nó còn là xanh dờn luôn nha anh em ha. Đó, nó còn xanh dờn luôn á. Nhìn nè, anh em nhìn nè. Rồi, ở đây là cái chế bình xăng con của nó ha. Rồi, đây là cái một cái yếm. Đó, yếm gió nó đây. Yếm gió nó còn xanh dờn luôn. Kế tiếp nữa là ở trong lốc là nó có dập là made in Japan luôn. Rất là đẹp nha nè. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cái phần mặt sau cho anh em xem luôn. Đây, cái phần mặt sau ha. Đó, con này thì được chuyền cốt xéo tua chậm nha anh em. Ok, rồi quay dài lên cái phần mặt vô ly đầu áp để cho anh em xem. Đó, cái bộ máy này, tem bọng đồ này kia là nó còn nghiêm chỉnh hết nha anh em. Đó, nó còn bắt chi tiết luôn á. Rồi quay bên cái bầu áp. Đó, tem bọng đồ còn đầy đủ hết, nghiêm chỉnh hết ha. Rồi quay qua cái mặt sau của đầu áp. Đó, cái ký nhớt ha, còn trong queo luôn. Cũng như cái bộ này là về là cũng như anh em chỉ biết cài thôi. Đó, cũng như là cài để lấy vốn lại cái đầu cái cổ mình sắm thôi ha. Rồi ok. À, mình cũng đã có cho anh em xem qua một cái qua. Một cái ngoại hình của một cái bộ phun thuốc số 3 của dòng Mitsubishi GM131 này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đưa ống vô mình test luôn cho anh em. Thì đối với lại cái bộ số 3 phun thuốc Mitsu này thì mình cũng có giá bán cho anh em với giá là 9 triệu, chưa có bao gồm là dây ống nha anh em. Ok. Rồi, đem qua đây. Rồi. Thì đối với lại cái con mà cái dòng mà SB451 này thì cái ống hút của nó rất là lớn nha anh em. Ống hút của nó là hút răng tới răng 29. Đó, anh thử ra bây giờ mình sẽ lấy cái khớp nối mình đưa vô, rồi cái đầu mình lấy cái ống 27 mình chồng vô mình test đỡ cho anh em ha. Đó, cái ống hút của nó là hút 29. Còn ống xả của nó là xả 27. Đó, coi như lưu lượng lớn mà, lưu lượng nước của nó cao mà, anh thử ra nó đi. Nó thiết kế cái ống hút rất là lớn và cái ống xả cũng rất là lớn luôn ha. Thì những anh em nào mà phun mà có sử dụng mà máy phun thuốc này rồi á, thì anh em cũng tự đánh giá về cái phần đó.
Rồi bây giờ mình sẽ lấy khớp nối mình bắt vô đỡ, cái mình lấy cái ống 27 cái mình chồng vô đỡ cho anh em xem. Thôi vậy luôn, rồi vậy luôn đi. Rồi. Rồi bắt vô đỡ đi, lấy cái ống 27 này bắt vô đường xả cho nó luôn. Không, bây giờ nè, cái này nó còn nước phải không, xả nước ra đi, xả nước ra, dở cái dở cái lượt lên, bỏ nước ra hết luôn. Mình test thực tế cho anh em xem chứ để anh em nói cái này coi như là mình đó, anh em nói là nhiều khi ống có nước sẵn đó, mình test thực tế ống là ống khô queo luôn, không có nước ha, để cho anh em xem đó. Mình phải làm cái thực tế vậy để cho anh em. Rồi bắt vô, lấy kìm bắt vô. Rồi thì trong cái thời gian mà đang gáp ống vô thì mình cũng có cho anh em xem những cái mặt hàng ha. Đây là một cái bộ máy rất là đẹp, phát đèn đây. Đó mình mới về ha, một máy phát đèn của Sendawa. Đó con này nó là Eco nha anh em. Con này nó có model là SBG30. Đó cũng như là mình quay sơ ha, nó chạy là hai bóng đèn cao áp, đèn LED. Đây. Hai bóng đèn cao áp, đèn LED ha. Đây nè, anh em nhìn cái máy rất là đẹp. Ba chân trụ là chân bằng kim loại chất liệu nhôm cao cấp của Nhật Bản. Đây, anh em nhìn nè. Rồi thì mình cũng cho anh em xem sơ lược qua thôi. Với lại những cái dòng máy dầu Subaru. Nó sử dụng là nhiên liệu là Diesel nha anh em. Đó, đèn cao áp ha. Đây rồi, cái clip này, video clip này mình sẽ lên tiếp tục trong cái ngày hôm nay luôn. Để cho anh em xem. Đó, mấy cái đèn cao áp nè. Mấy cái dòng này là dòng Diesel hết. Đó, Diesel chạy Diesel hết ha. Anh em nào mà nếu mà mấy cái dòng này, nếu mà anh em nào mà muốn mua chẳng hạn như mua cái thùng phát điện không, mình cũng vẫn bán luôn. Hoặc là anh em muốn mua cái sườn không, mình cũng vẫn bán luôn ha. Thì mấy cái sườn này thì nó sử dụng bóng đèn cao áp là điện 110V. Đây. Đó mình sẽ quay sơ cho anh em xem ha. Đó Diesel. Bộ máy này nó mới có chạy 2000 giờ thôi anh em. Tính ra cái thời gian hoạt động đó là cũng chưa được 3 tháng. Đó đồ bên trong rất là đẹp. Thì cái này mình cũng xin anh em là coi như mình để quay một cái chi tiết để cái clip sau. Đó để cho cái video mình nó ngắn lại ha. Mong anh em cũng thông cảm. Rồi bây giờ sau đây là cũng như là mình đã ráp ống xong xuôi hết rồi. Đấy. Ha. Đó, ống xong xuôi hết nè. Đó, cũng như là cái bộ này là chính triệu là chưa có bao gồm dây hút xả nha anh em. Đó anh em cũng thông cảm, cũng như là mình có báo giá đồ này kia sẵn trước hết rồi. Rồi sẵn đây mình cũng nhắc lại là cũng như là bên mình á là cũng như là mình bán giá là tại cửa hàng thì giá này là mình chưa có tính tiền vận chuyển ha. Thì anh em lưu ý cái chuyện đó chứ để nhiều khi anh em phàn nàn về mà ba cái tiền ship thì nó không có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà có cái là mình thấy nó khó chịu. Thử ra mình lên đây mình để mình nói cho anh em hiểu rõ. Rồi bây giờ mình sẽ kéo dây ra mình test. Thì đối với lại một cái cuộn dây này là dao động là khoảng chắc từ 100m ha, từ 100m tới 120m. Đó, một cái cuộn dây bên đây là dây này là dây đen, còn cái dây kia là dây vàng sập, dây vàng sập ha. Đó, dây này là đều hàng Nhật Bản hết toàn bộ nha anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho máy nổ luôn, mình test máy cho anh em xem. Chưa xả rồi chứ đi. Rồi.
ổn lên. Hết khăn rồi đó, nãy giờ hết khăn rồi, tới là lẹ đi cho anh em nó xem. Lên đi ra. Rồi, đi đi. Tắm lắp lên. 8:30 nha anh em. Tắm lắp lên. Đó, lên chuẩn 50. Lên chuẩn 50. Đó là mới đi chế độ da 30 đó anh em. Quay 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 vô. Mới đi chế độ da 30 nè ha. Rồi bây giờ mình tăng lên miếng nữa. Rồi quá chuẩn anh em ơi. Rồi thì đối với lại cái bộ rửa xe phun thuốc số 3 của Mitsubishi GM131, nó kéo một cái đầu áp của Kirit SB451, là lòng sứ nha anh em. Thì đối với lại mấy lòng sứ này anh em phun thuốc cũng như là anh em phun thuốc rất là bền bỉ luôn, theo năm tháng luôn ha. Đó thì mà mấy cái lòng này nó không bây giờ màu đó, anh em xài cứ thoải mái không sao ha, mà không màu mà cũng không bị dính da nữa đó, xài rất là ok. Thì đó là bộ phun thuốc số 3 này á của dòng Mitsubishi GM131 này á, thì mình có giá bán cho anh em với giá là 9 triệu đó, 9 triệu nha anh em, chưa bao gồm dây hút dây hồi ha. Đó, giá là 9 triệu. Rồi thì bữa nay mình cũng mới hàng mình mới vừa tới, thì mình cũng test và ở trên đây để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào mà nhắm cái hộp cũng như là phù hợp cái bộ phun thuốc nào á, hoặc là cái máy rửa xe gì đó, thì anh em cứ liên hệ mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438, mình là tên Tình nha anh em. Còn theo địa chỉ, theo thường lệ, địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng luôn thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT Google Maps, nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại cái video clip kế tiếp.